Người phụ nữ bị tiếng động lạ đánh thức, cô ấy ngồi dậy, nhìn quanh, tối om om. Người phụ nữ nhỏ giọng cố gọi chồng đang ngủ say bên cạnh, nhưng chồng cô ngủ như chết. Người phụ nữ không dám bật đèn. Cô ấy lấy chiếc máy quay bên cạnh, quan sát dưới gầm giường qua hình ảnh ban đêm của máy quay. Cô ấy nhìn thấy bên cạnh giường đối diện, đó là nơi chồng cô đang nằm, một đôi chân không, gầy gò chạm đất. Người phụ nữ mở to mắt, chậm rãi quay đầu lại, không có gì ở đó cả. Người phụ nữ chỉ có thể lẳng lặng xuống đất. Cô ấy nằm sấp dưới gầm giường, muốn xem cho rõ. Bộ phim kinh dị mới nhất năm 2024, Bezel, lời nhắc tiết kiệm dữ liệu, bộ phim này đã hoàn toàn thay đổi tôi, về hình ảnh và quan điểm lâu năm của tôi về phù thủy. Khi phù thủy không còn sử dụng phép thuật, mà là dùng cách thức nguyên thủy nhất như quái vật cắn xé con người, hình ảnh đó thực sự gây sốc, có một số cảnh gây sốc và hình ảnh cao năng. Xin hãy cẩn thận khi xem. Chúng ta bắt đầu phim chính thức, Tiểu Tĩnh cuối cùng đã tìm thấy căn hầm bí ẩn của nhà bà. Cô ấy hào hứng khám phá và quay phim bên trong. Tiếng lạ bên trong đã làm Tiểu Tĩnh, người can đảm, hoảng sợ. Cô ấy đã đóng cửa hầm lại. Tiểu Tĩnh và chồng đến đây để bán nhà của bà. Đây cũng là thứ duy nhất mà bà có thể để lại cho con nuôi là chồng cô. Nhưng cần biết rằng, chồng cô thậm chí không muốn ở lại thêm một giờ nữa. Đây là ngôi nhà cổ được biết đến rộng lớn, sẽ được truyền từ đời này sang đời khác. Đến đời chồng cô, đây là thế hệ thứ hai. Đã có nhiều mạng người, mất tích một cách bí ẩn không lý do. Chồng cô đã đặt đồ ăn ngoài. Sau khi giao thức ăn, nhân viên giao hàng đã bỏ chạy. Ngay cả đánh giá 5 sao cũng không dám nhận. Lên xe và bỏ chạy trong hoảng loạn. Đó là vào năm 1966, cha nuôi của chồng trước khi nhận nuôi chồng, còn có một người con trai ruột, cậu bé đang chơi đồ chơi trong nhà, một tiếng nói quen thuộc mà đã lâu không nghe thấy vang lên từ phía dưới. Cậu bé chạy theo tiếng nói đến phòng vệ sinh, mở một tủ đất bên trong, dưới tủ đất lại có một hầm bí mật, cậu bé đã sớm vào trong hầm. Mẹ, người thường xuyên gặp sự bất ngờ xuất hiện, cậu bé vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, nhưng lại nhận ra điều gì đó không ổn, ngay khi cậu đang do dự. Năm 1987, vẫn là ngôi nhà cũ này. Cha nuôi của chồng đã mời một đạo diễn phim tài liệu, con trai ruột của cha nuôi đã biến mất khỏi thế gian này, đã sớm được lan truyền rầm rộ bên ngoài. Mọi người đều cho rằng đó là do cha nuôi, nhưng không có bằng chứng. Và lần này cha nuôi mời đạo diễn, chính là để quay lại đoạn quá khứ kỳ lạ trong nhà mình. Làm rõ sự thật, lấy lại danh dự cho bản thân. Các bạn đều biết chuyện đã xảy ra trong nhà tôi. Các bạn đều cho rằng tôi là thủ phạm. Cuộc phỏng vấn bị người cha nuôi ngắt quãng khi video chỉ mới phát đến nửa, bảo đạo diễn mang theo video xuống tầng hầm cùng ông ấy. Tại đó, người cha nuôi kể lại câu chuyện về đêm cuối cùng của người vợ cũ. Lúc đó người cha nuôi vừa trở về từ bên ngoài, ngay tại góc này của tầng hầm. Người vợ cũ mở to mắt, khuôn mặt bị méo mó, ngã xuống và qua đời. Ban đầu người cha nuôi nghĩ rằng vợ cũ bị một cú sốc lớn, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện ra trên tay và đùi của vợ cũ có dấu vết bị cắn và xé, toàn thân đầy vết cắn, có thứ gì đó đã ăn thịt cô ấy, nhưng cho đến nay vẫn không có manh mối nào, trở thành một vụ án bí ẩn kéo dài nhiều năm. Người cha nuôi hiện đã tái hôn. Theo lời người cha nuôi, người vợ thứ hai của ông ấy không khinh thường quá khứ của ông, cũng như ánh mắt kỳ lạ của hàng xóm xung quanh đối với gia đình nuôi dưỡng. Bố nuôi lại chuyển đề tài một lần nữa. Ông bảo đạo diễn đi theo mình đến phòng khách. Ở đó có những hình ảnh cuộc sống mà ông đã ghi lại. Theo những động tác chậm rãi của bố nuôi với tay cầm, màn hình hiện lên cảnh vụ tai nạn của vợ cũ lúc đó. Thật là thảm khốc không thể nhìn. Đạo diễn vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Anh ta vội hỏi tại sao ông lại ghi những thứ này. Chưa kịp đợi bố nuôi trả lời, đạo diễn liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh ta nhận ra rằng ly nước mình vừa uống có vấn đề. Mọi thứ đã quá muộn. Đạo diễn tỉnh lại một lần nữa. Anh ta đã bị trói chặt. Bố nuôi dựng máy quay trước mặt anh. Sau đó bố nuôi bảo vợ thứ hai của mình canh chừng bên ngoài. Ông từ từ nói, cô ấy thích ăn thịt người. Cứ 300 năm lại sinh một đứa con. Rõ ràng ở đây có một phù thủy tên là Bezel. Bố nuôi dùng người sống để nuôi nấng cô ta. Bố nuôi hôm nay vô cùng phấn khích, bởi vì anh ấy sẽ lần đầu tiên quay được cảnh Bezel ăn thịt tươi. Ngay khi bố nuôi đang tự hào nói về đoạn video, anh ấy không nhận ra rằng đạo diễn đã sớm giải phóng đôi tay mình và lén lút lấy ra một cái tua vít từ phía sau. Bố nuôi anh ta đã nhập tâm, đồng tử của anh ấy đã thay đổi. Tôi có thể ngửi thấy mùi ngon của bạn. Đạo diễn đã giết bố nuôi, nhưng đôi chân vẫn còn được trói chặt và không kịp tháo ra. Anh ấy thấy trong căn phòng tối phía sau video có một bóng dáng gầy gò khô héo đang từ từ bước ra. Phù thủy Bezel đi vòng ra sau lưng đạo diễn, một bàn tay đã nắm lấy đầu của đạo diễn đang kêu gào, sau đó mạnh mẽ kéo lên. Tầng hầm trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, chỉ còn lại tiếng chất lỏng sôi sùng sục và tiếng nhai. Ở bên ngoài canh chừng, vợ thứ hai của cha nuôi lặng lẽ đứng dậy và trở vào nhà, khóa chặt cửa phòng tầng hầm.
Năm 2003, ngôi nhà cũ trong đêm tối có vẻ hơi kỳ quái và cô đơn. Người chăm sóc, chị đẹp, bước vào ngôi nhà cũ, đến để chăm sóc vợ thứ hai của cha nuôi, đó là mẹ nuôi của chồng Giao Dinh. Như một phần của chăm sóc cuối đời, chị đẹp rất tận tâm. Cô ấy trước tiên đã xin lỗi mẹ nuôi về việc người chăm sóc trước đó bỏ đi mà không nói lời từ biệt, và cam kết sẽ chăm sóc mẹ nuôi cho đến những phút cuối cùng. Lúc này mẹ nuôi đã kiệt sức trên giường, không thể nói chuyện bình thường. Chị đẹp bắt đầu công việc của mình. Sau một loạt công việc bận rộn, chị đẹp muốn vào bếp làm đồ ăn cho mẹ nuôi. Linh cảm thứ 6 của con người đôi khi rất nhạy bén, đặc biệt là khi bạn đến một môi trường lạ. Chị đẹp cảm thấy suốt quá trình có đôi mắt đang lén lút nhìn mình. Khi chị đẹp nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẹ nuôi ở tầng trên và hoảng sợ chạy lên, hoảng sợ phát hiện ra mẹ nuôi lại bắt đầu nói chuyện. Người chăm sóc đầu tiên, Linda. Người chăm sóc thứ 2, Salot. Cô ấy không đủ ăn, vẫn phải cho ăn. Điều này thật kỳ quái. Mặc dù sợ hãi, nhưng chị đẹp có trách nhiệm không hề bỏ trốn. Cô ấy quyết định giữ lời hứa của mình, tiếp tục chăm sóc mẹ nuôi cho đến khi cô ấy mệt mỏi và từ từ nhắm mắt lại. Mặc dù chỉ là một cơn ác mộng, nhưng vào thời điểm này, chị đẹp không thể không nghi ngờ mọi chuyện vừa rồi là mơ hay thực. Cô ấy xuống lầu để bình tĩnh lại và lấy ra bản ghi âm công việc mà người chăm sóc trước đó để lại. Lúc này, tiếng mẹ nuôi vang lên từ hầm dưới nhà. Chị đẹp lúc đầu ngạc nhiên, bà lão này không phải là không thể rời giường sao? Làm sao lại đến hầm được? Chị đẹp không dám chần chừ, cô ấy cầm đèn pin lần mò vào hầm. Trong hầm tối và yên tĩnh, chị đẹp phát hiện thẻ công nhân của người chăm sóc trước đó. Người chăm sóc cách đó không xa đang nằm đó rên rỉ yếu ớt. Người chăm sóc tuyệt vọng vươn tay phải ra, chị đẹp vội vàng tiến lên kéo cô ta. Theo tiếng nhai ghê tởm từ góc tối, chị đẹp đã thấy cửa hầm đã được mở. Người mẹ nuôi vừa mới đang hấp hối trên giường, nhìn vào bên trong, rồi nhẫn tâm khóa cửa lại. Mở cửa. 10 năm sau, người mẹ nuôi mới qua đời. Chồng cùng với Tiểu Tĩnh thừa kế nơi này. Chồng rất ghét ngôi nhà cũ này, vội vàng muốn bán nó đi. Nhưng Tiểu Tĩnh lại rất tò mò về nơi này. Cô ấy thuyết phục chồng ở lại sống một thời gian, và cố gắng thuyết phục chồng sinh một đứa con. Chồng cô đã quyết tâm từ lâu do những trải nghiệm trong thời thơ ấu khi được nhận nuôi. Anh ta kiên quyết từ chối, bản thân không thể sống ở đây, huống hồ là trở thành một người cha. Ngay trước ngày ngôi nhà cũ sắp được bán, Tiểu Tĩnh nghe thấy tiếng khóc của em bé từ tầng hầm dưới lầu. Cô ấy chạy lại với sự hào hứng, mở cửa hầm. Bên trong, một bé trai được bọc trong vải rách, Tiểu Tĩnh coi như báu vật, mong như ngọc trên tay. Nhưng khi chồng đến, anh ta thấy Tiểu Tĩnh đang ôm xác của một con vật đã bị lột da và lấy xương. Bạn đang làm gì vậy? Chồng cô giật lấy và ném đi túi vải rách đó. Tiểu Tĩnh sụp đổ, khóc lóc thảm thiết. Lúc này, chồng cô không hề quan tâm đến Tiểu Tĩnh. Anh vội vàng xem qua video của Tiểu Tĩnh. Một đoạn video tối qua trong đó đã làm chồng cô sợ hãi. Trong video là Giao Dinh của Mueller đang cưỡi lên. Chồng đang ngủ say đang làm động tác nhanh. Nhưng chồng lại không thể nhớ được tối hôm qua hai người đã trải qua điều gì. Chồng vội vàng mở video cuộc sống mà cha nuôi đã cho đạo diễn xem. Trong cảnh đầu tiên, anh ta thấy con trai của cha nuôi bị bà phù thủy Bezel lột da mặt một cách thảm khốc. Không thể ở đây lâu được, ngay sáng mai bán ngôi nhà cũ đi. Tự mình dẫn Giao Dinh vội vàng đi xa bao nhiêu cũng được. Khi đến bữa tối, Giao Dinh chuẩn bị bữa tối cuối cùng cho chồng. Sau khi ăn tối, chồng nhanh chóng đi ngủ. Anh mơ thấy bà phù thủy đó. Chồng tỉnh giấc, anh kể cho Giao Dinh nghe về giấc mơ kinh hoàng của mình. Điều không ngờ tới là Giao Dinh không hề ngủ say. Bạn đã nghe thấy, cảm thấy thế nào? Phim đã kết thúc. Tôi là Hùng Vlog, cảm ơn đã xem. Sự ủng hộ của các bạn luôn là động lực để tôi cố gắng. Đừng quên bấm đăng ký kênh để xem những tập phim tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.